xin chào các bạn nha thì hôm nay mình sẽ cầm cái rổ này đi tìm kiếm xe đồ chơi ở khu vườn nhà mình nha các bạn thì hiện tại thì mình chưa thấy một chiếc xe nào hết nha các bạn rồi ok wow đây 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 các bạn ơi đây wow hai chiếc xe luôn nè các bạn đây là một chiếc xe trộn bê tông nè các bạn wow tuyệt vời luôn xem Ồ. Oh, Ồ, oh, quá tuyệt vời, một chiếc xe trộn bê tông nha các bạn. Cho vô giỏ mình luôn nha các bạn. Wow, đây 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 đây, wow, một chiếc xe máy xúc này các bạn ơi. Wow, một chiếc xe xe xúc mini này các bạn. Uhm, xe này quá tuyệt vời, xe xúc đắt nha các bạn. Rồi, xúc đắt thử xem sao. Wow, khá là tốt luôn. Ồ, ok. Rồi, cho vô giỏ luôn nè các bạn. Rồi. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tìm những chiếc xe khác nha các bạn Wow, xa 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 đây mình có thấy rồi các bạn Ồ, Wow, xe gì đây ta ừ. <laughs> Wow, đây là một chiếc xe cần cẩu này các bạn Wow, xe cần cẩu là <laughs> hình con rồng này các bạn Khá dữ chưa ừ. Wow, quá tuyệt vời luôn Nó mèo vàng nha các bạn ừ, Cái cẩu của nó mày xanh này các bạn rồi cho vô vỏ luôn nè <laughs> Rồi, hôm nay tiền quá wow, kia wow, kia oh, đây nữa các bạn ơi Đó Wow, đây là một chiếc mô tô Bolic nè bạn Wow, xe, của, xe này của Bolic công an này các bạn ơi mm. <laughs> Wow, tuyệt quá mm. rồi, ừ. một chiếc mô tô 4 bánh nha các bạn Rồi, cho, cho vỏ luôn nè các bạn ơi <laughs> Mình có máy xe rồi các bạn Một xe nè, hai xe này ba xe bốn xe nha các bạn. rồi tiếp tục theo chân mình đi kiếm khu vực này khá nhiều xe nè các bạn. đi, ok. À, wow 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 wow. wow ngang đây lại có xe nữa này các bạn. họ, à, bạn thấy chưa? dưới ừ, lá dừa đây, dưới à, <laughs> lá dừa đây có một chiếc xe chở đất khá là lớn luôn. À, xe này khá dữ luôn nè các bạn. wow, <laughs> một chiếc xe chở đất màu vàng nha các bạn. Ừ, cho vô giỏ luôn nè các bạn ơi đó. À. À, đây 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 ờ, à, lại là một chiếc <laughs> mèo vàng nhưng mà chiếc này là máy bay trực thăng nha các bạn tịch, 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 Rồi, máy, máy bay trực thăng nha các bạn ồ à, oh, wow chim kém của nó nè các bạn ơi quả dữ luôn wow cho vô giỏ luôn nha các bạn xem thử chim kém này quay được không à, tốt nha các bạn ok rồi à, tiếp tục chồng mình tiếp tục đi tìm kiếm những chiếc xe khác Ồ wow, khu vực đây không có rồi các bạn ơi rồi hmm. wow, tiếp tục đi theo mình chân mình nha các bạn wow đây 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 mình đã thấy rồi các bạn ơi đó oh, <laughs> một chiếc wow đây là một có một chiếc xe chở đất này các bạn ơi ồ oh, một chiếc xe chở đất chiếc xe gì nữa đó các bạn ồ oh, quả dữ luôn hmm. rồi đây, một chiếc xe chở đất này các bạn wow <laughs> xe chữa đất này có 1, 2, 3, 4, 5, 6 bánh luôn nè các bạn Wow, các ben được nè các bạn Wow, quá dữ luôn <laughs> Lại là chiếc xe đất chữa đất màu vàng này các bạn ơi uhm, Khá dữ Rồi, mình sẽ cho vô vỏ luôn uhm, Wow, thả thêm một chiếc xe màu vàng nữa này các bạn uh, <laughs> đây là một chiếc uh, xe buýt màu vàng này các bạn wow à, xe buýt rồi rồi mình sẽ cho vô vỏ luôn hmm. Wow vẫn còn bánh đa này các bạn Wow quá tốt luôn Rồi cho vô vỏ nha bạn Rồi tiếp tục theo chân mình đi kiếm xe nữa nha các bạn Wow à, Có một oh, Có một chiếc xe mèo một mèo, vàng nằm trong cái, gốc góc dừa này các bạn Wow xe đây xe gì ta Wow oh, xe đây là xe chở <laughs> Xe buồn này các bạn ơi Wow xe buồn chỗ nước này các bạn hmm. Wow quá dữ luôn cho wow, vô giỏ luôn nha các bạn à, rồi được 1 xe, 2 xe, 3 xe, 4 xe 5, 6, 7, 8 9 xe rồi nha các bạn wow cục luôn. 9 xe rồi các bạn ơi rồi theo chân mình tiếp tục đi kiếm xe nha các bạn wow ở dưới đây mình thấy cái gì mèo vàng nữa nè các bạn ơi wow, lại là một chiếc xe mèo vàng <laughs> wow oh, xe này là lại là một chiếc xe buồn nữa nè các bạn ơi wow quá dữ luôn hư <laughs> À, mình có hai chiếc xe buồn luôn rồi mình sẽ bỏ vô vỏ này các bạn rồi tiếp tục wow, wow, wow. đây 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 wow wow một chiếc xe mèo xanh uhm. một chiếc xe màu xanh với mèo đen nha các bạn wow xe này là gì xe này là gì các bạn ta 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 chiếc này là một chiếc xe trộn bê tông này các bạn ơi wow nó bằng kim loại nên khá là nặng này các bạn ơi uhm. nặng nha đầu bằng kim loại này các bạn wow Wow, xe này mình đếm thử coi mấy bánh các bạn. Một bánh này, hai bánh này, ba bánh, bốn bánh này nha. Năm, sáu, bảy, tám bánh. Wow, xe này có tám bánh này các bạn ơi. <laughs> Khá dữ luôn. Wow, cho vô vỏ luôn nha. Được tám cái tám cái bánh xe nha các bạn. Xe này tám cái bánh xe. Wow, quá dữ. Thôi, tiếp tục. Chồng mình đi kiếm xe tiếp nha các bạn. À, đây, 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 đây chỗ đây có một chiếc xe gì đây mà nè em đây ta wow <laughs> ừ, đây là một chiếc xe chở đất bự luôn nè các bạn wow xe đây xe chở đất to nha các bạn à, xe chở đất mèo vàng nè các bạn ơi quả ừ, quá đã luôn U, tuyệt vời thôi cho vô giỏ các bạn thôi à, xe này là xe chở đất to nhất luôn nè các bạn à. <laughs> wow lại lại đây đây vừa mới tìm được Wow, xe này là một chiếc chiếc xe máy xúc này các bạn. Wow, quá đã luôn. Ừ, xe máy đào bự luôn các bạn. À, xe này chắc là múc đất. Ừ. xe này múc đất. Ừ, wow. Ừ. Ừ, đất cho xe chữa đất đây nha các bạn. Wow, ừ, quá tuyệt vời luôn. Ôi. <laughs> Rồi, cho vô vỏ luôn nha các bạn. Thôi tiếp tục theo chân mình đi tím, tiếp những chiếc xe khác nha các bạn. Ờ, à, nhiều xe lắm các bạn ơi. Wow, ở đây có gì, mình có gì đây ta? Wow, wow. một cái bowling này các bạn. Wow. Bowling số 5 này các bạn. Wow, một cái này các bạn. Wow, một cái bowling nữa nha. Wow, đây số 4 nha các bạn. Hmm, quả đã luôn. Wow, cho vô giỏ luôn nha các bạn. Rồi, thêm một cái bowling số 1 nữa nha. Wow, quá trời luôn rồi. À, mình được nhiều giỏ rồi các bạn ơi. Rồi. Hình <laughs> à, như hết xe rồi các bạn. Mình sẽ đi kiếm thử xem khu vực này có xe không nha? ở à, đây 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 lại một chiếc xe nữa này quang. À, đây, oh, một chiếc xe máy xúc này các bạn ơi, uh, chiếc xe máy xúc đây khá là mạnh luôn. vào, ô tuyệt vời luôn hả uh, um, rồi, ok, chiếc xe máy xúc rồi mình sẽ cho vô vỏ luôn nè các bạn à, tiếp tục đi kiếm những chiếc xe khác uh, trốn khu vực lân quanh đây nha các bạn wow. wow đây mình thấy một chiếc xe gì to ghê các bạn ơi ngang góc chuối của mình nè uhm, đây ngang góc chuối luôn nè các bạn wow uhm, xe đây là xe gì ta ủa các bạn xe đây là xe gì nha có dây nè các bạn ơi ừ. Uhm. Ồ, nó có càng kêu nữa nè các bạn đó Ồ, thấy dưa các bạn À, rồi mình có nhúng này các bạn wow wow có cẩu lên nữa nè các bạn wow quá dữ luôn à đây là một chiếc xe <laughs> đây là một chiếc xe cần cẩu nha các bạn ừ xe cần cẩu mình có hai bốn sáu bánh nha các bạn wow wow xe cẩu to ghê các bạn ơi thôi ừ, hôm nay thu hoạch được khá là nhiều xe rồi các bạn ơi <laughs> quá dữ rồi ừ, mình sẽ đi vào chơi nha các bạn rồi để thôi